thiệt ấy. Ủa lòng cho tỉnh cho ba. Chị đi đỡ quá luôn á, đỡ có động lực gì. Ráng tuần đi làm cũng đỡ, bữa nặng dễ sợ luôn. Không có một lì cựng cái gì. Ừ, một lì đi tìm chỗ đỏ quanh đi. Dưới này cũng được nè. Chị này chị đào giỏi lắm. Phúc Lâm rồi rung tay rồi. Nãy cái nó là trào lông mà vậy thôi. Của mình là trào lông đúng không vậy thôi. Ráng cầm cự vô luôn. Nhanh quá à. Rung rồi Phúc ơi. Tìm hai lần rồi đấy. Dì Thùng ơi, cho em cái kẹo dì Thùng. Không không, đừng cà phê nữa trời rồi. Nãy quốc khách ly nó luôn đó chứ. Trầu. Chị bán riêng qua em xíu nữa nha. Nhưng mà em phải uống cái thuốc này nó hết sợ.
sao viên vàng là em muốn thì về uống uống buổi sáng là sáng buổi trưa là hai viên. Đầy cân luôn. Không biết nè. Về đi, mất lặng lại. Về nằm nghỉ ngơi khỏe, đừng lặng nữa, lặng mà thương. Mang sao chị bé này mấy tiếng đó chị hả? Trang gò mã. Trang bị áo chị nghe đi. Gò mã đấy chị mà nhớ đi. Trang đó đúng. Trang có cục mù ngủ chứ không. Trang bị tiết. Tiết ghê luôn. Trang đẹp đi. Đẹp nhưng hơi tiết. Rồi. Đẹp nhưng hơi tiết. Trang đẹp nhưng hơi xu. Xấu xí. Cái này bên vệ sinh mà nó ngồi xem mình dùng. Cái nước này em càng ra em càng chấm cho chị. Em cứ chấm cho chị. Mũi thì là ok. Sợ mũi sao em bị tụt đó. Chắc chắn thầy lên đây. Thầy phán. Chị đứng đường dưới với em. Đứng dưới đây kìa. Chị đứng dưới. Ai buồn. Con chuồn chuồn. Cái gì á? Gì ăn hả? Hôm qua em tin ban được thì em ngủ thôi. Em tin ban xong khoảng lúc nào mặt ổn. Này không giờ cho em tin ban được rồi đó. Mà em một ban ghê mà em tin ban đi rồi em uống thuốc lắm. Kháng sinh lắm khô. Nên là thật sự không bị luôn. Em qua anh ta luôn đây kêu ta tiếp cho em đi. Em nói hát. Cho nó đang bị ấy mới á. Đây nè, chị nói nè. Nó bị đẩy lên phía trên một cái. Hầu hơi sâu. Nó bình thường đó. Cao mệt mẹ vô. Cao mệt người khác là gặp người khác người ta sẽ tiêm cho bé đó là từ không tiêm được. Tại vì nếu mà nó tiêm chỉ tiêm cho nó là nó tiêm tan là nó cũng tan bớt bớt thuốc của nó. Đó, bà bị rất là chưa dòng
giờ đi tiêm tán về là vitamin là tiêm chứ rồi. Cho tiêm thôi chứ đừng uống. Chị nói thương người. Cuộc sống này không đấu ác với cái gì đâu. Chị Loan luôn làm được với lương tâm. Trời. Ta làm với chị Loan rồi bữa sau mới đẹp ở đâu. Không có bây giờ. Bà Dơ ơi. Chị Loan đi. Đúng rồi. Hôm bữa ta đi hụt mờ bùng. Bà Dơ ơi, bà em hết lọc rồi. Chị phải làm sao đây? Tiếp. Ta di trừ cục không đi, quanh tay, rờ cái chỗ một cục chỗ nữa. Filler nhưng mà không đều. Giảm đeo tâm đó. Khuyên á. Chữ rờ quanh tay chỗ một cục ấy, sợ thật sự. Một xịt nghe, 2 năm dịch mà vẫn còn cục. Nó lại cục mà. Ờ. Giờ nó là tìm loại 48 là chị. Tao không biết. Nó tìm cái loại nó là loại ấy thì nó. Mà tụi nó có sẵn đúng không? Sẵn cục không? Giờ nó có sẵn xong. Không kiểu tình. Thôi giờ. Giờ đâu? Dạ. Không biết chắc cá nó ngủ quá rồi. Cá. Không cao hơn đó. Cao cao bằng á. Về đúng giờ về ăn đi bay nữa. Trời. 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 Trời.